Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục chăm sóc sức khỏe của kênh Mẹo Sống Khỏe VTT7. Chị nội chị ngoại lâu năm đến mấy cũng khỏi tịt với giá chỉ bằng một bát canh đơn giản này. Bệnh trĩ là căn bệnh thuộc về đường hậu môn, dân gian còn gọi là bệnh lòi gom. Tuy không phải là bệnh hiểm nghèo, ác tính, thế nhưng căn bệnh này nếu như để lâu sẽ gây ra rất nhiều biến chứng không tốt cho sức khỏe, cũng như ảnh hưởng nhiều đến đời sống sinh hoạt hàng ngày của người bệnh. Là căn bệnh tế nhị nên hầu như người bệnh rất ngại khi phải đi thăm khám tình trạng bệnh của mình. Thậm chí có rất nhiều trường hợp có hướng điều trị sai lầm đã khiến cho bệnh tình trở nên trầm trọng hơn. Vậy thì điều trị như thế nào để có thể mang lại hiệu quả cao nhất, tiết kiệm mà lại đảm bảo an toàn? Dưới đây, Mẹo Sống Khỏe VTT7 xin được chia sẻ với các bạn cách chữa bệnh trĩ hiệu quả từ các nguyên liệu thiên nhiên. Các bạn hãy cùng tham khảo nhé! Đầu tiên là nguyên liệu mà bạn cần chuẩn bị bao gồm: nguyên liệu thứ nhất là một đoạn lòng lợn non đã được sát muối và trần qua nước sôi. Nguyên liệu thứ hai là vài quả sung xanh tươi. Đây chính là hai nguyên liệu mà bạn cần chuẩn bị đấy. Cách các bạn thực hiện như sau. Đầu tiên với sung xanh thì mình sẽ rửa sạch, sau đó sẽ bổ đôi hoặc bổ ba. Còn với lòng non, sau khi đã được làm sạch, mình sẽ thái thành từng đoạn nhỏ. Vậy là mình đã thái xong rồi đấy. Bây giờ bạn chuẩn bị một xoong sạch và cho xoong lên bếp đun nóng. Khi mà xoong đã nóng thì cho dầu ăn vào. Cho hành phi thơm lên. Tiếp đó, bạn cho lòng non đã chuẩn bị vào trong chảo và đảo đều tay, nêm hạt nêm cho vừa miệng. Rang lòng non với lửa nhỏ cho đến khi có mùi thơm thì bạn cho ra. Cho một ít nước sạch vào trong nồi đun sôi. Khi mà nồi nước đã sôi thì chúng ta sẽ cho sung xanh vào. Khi nồi sôi lại thì cho nhỏ lửa và cho lòng non tiếp tục vào đun. Chúng ta sẽ ninh khoảng 15 phút thì có thể tắt bếp đi được. Và đây chính là nồi hỗn hợp mà chúng ta đã đun xong đấy. Mình sẽ đổ hỗn hợp này ra bát nhé. Thank you.
bạn dùng món ăn này với cơm như bình thường và thực hiện nấu từ 4 đến 5 lần một tuần, kiên trì ăn cho tới khi bệnh có tiến triển. Các bạn thân mến, món canh sung lòng lợn dùng thường xuyên ngoài tác dụng điều trị bệnh trĩ, làm giảm các dấu hiệu bệnh trĩ mà nó còn giúp người bệnh ngoại trừ chứng táo bón kinh niên bởi quả sung chứa thành phần chất xơ rất lớn. Với những trường hợp trĩ nhẹ, giai đoạn đầu hay quả sung chữa bệnh trĩ được chia sẻ ở trên, đặc biệt là bạn phải kiên trì để có được hiệu quả như mong muốn. Trong trường hợp bệnh nặng, nghiêm trọng thì cần phải tới ngay các cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị. Chúc các bạn thành công và luôn mạnh khỏe. Video của mình đến đây là kết thúc. Hy vọng rằng video của mình hữu ích với các bạn. Chúc các bạn sống vui, sống khỏe.